Kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới phát trên sóng đài phát thanh truyền hình tỉnh Hà Giang. Trong chuyên mục này, mời quý vị và các đồng chí theo dõi những nội dung chính sau. Phần tin phản ánh hoạt động của Bộ đội Biên phòng tỉnh. Cuối chuyên mục là phóng sự ghi nhận từ đại hội điểm Đảng bộ cơ sở đồn biên phòng Bạch Đích. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 14 tháng 4, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, ba lực lượng quân sự, công an, biên phòng đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp quý 1 năm 2015. Dự có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các phòng nghiệp vụ chức năng của ba lực lượng. Trong quý 1 năm 2015, ba lực lượng đã thường xuyên thực hiện tốt việc trao đổi thông tin theo quy chế phối hợp và đề ra các biện pháp chương trình phù hợp, tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, cấp ủy chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng xử lý, giải quyết tốt các vụ việc xảy ra. Về an ninh trật tự trong quý, xảy ra 270 vụ trên 290 đối tượng. Trong đó, trật tự an toàn xã hội xảy ra 187 vụ trên 290 đối tượng. Đặc biệt là tội phạm ma túy xảy ra 20 vụ trên 36 đối tượng. Tăng vật thu giữ gồm 155,99 gram heroin, 1.250 cây thuốc viện. Ngoài ra, các hoạt động tai tệ nạn xã hội khác xảy ra 133 vụ trên 66 đối tượng. Phát hiện xử lý 3.552 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, phạt tiền nộp kho bạc nhà nước 1.614.000.000 đồng. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đã đạt được và một số tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới. Qua đó tiếp tục tăng cường hơn nữa việc trao đổi thông tin cho nhau và giải quyết tốt các vụ việc xảy ra theo chức năng nhiệm vụ của mỗi lực lượng, tăng cường bám nắm địa bàn, bố trí lực lượng chốt chặn các đường mòn co lại biên giới trên địa bàn trọng điểm, nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, kịp thời trao đổi, xử lý thông tin chính xác, có hiệu quả. Bên cạnh đó, ba lực lượng đã làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong dịp đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 12. Ngày 17 tháng 4, đồn biên phòng Lũng Làn, tỉnh Hà Giang, ba đồn biên phòng Lũng Làn, Sampun và đồn biên phòng Cốc Pàng, tỉnh Cao Bằng đã tổ chức hội nghị hiệp đồng bảo vệ biên giới tiếp giáp năm 2015. Dự và chỉ đạo hội nghị có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Biên phòng Hà Giang, chỉ huy của ba đồn biên phòng và cấp ủy chính quyền các xã tiếp giáp. Trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng, độc lập chủ quyền nhân dân, gia đình vương. Đánh giá kết quả hiệp đồng bảo vệ biên giới năm 2014, ba đồn biên phòng đã thường xuyên tổ chức phối hợp tuần tra kiểm soát, quản lý bảo vệ biên giới trên tuyến biên giới được đảm nhiệm, đặc biệt đối với đoạn biên giới tiếp giáp, phát hiện, ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động vi phạm của các loại tội phạm. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các tổ tuần tra, kiểm soát đều thực hiện đúng nội dung kế hoạch hiệp đồng đã ký kết. Năm 2014, ba đồn tiếp giáp đã phối hợp tuần tra được 24 lần, trao đổi thông tin cho nhau được 230 lần. Qua đó, chủ quyền biên giới được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu vực tiếp giáp được đảm bảo. Ngoài ra, ba đồn đã duy trì tốt công tác đối ngoại với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của phía đối diện. Thông qua đó, đã giải quyết kịp thời những vấn đề xảy ra trên biên giới. Về phương hướng nhiệm vụ, hiệp đồng bảo vệ biên giới năm 2015, ba đồn biên phòng cùng thống nhất duy trì thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực biên giới tiếp giáp và tiếp tục tăng cường luân phiên gặp gỡ trao đổi định kỳ để thông báo, trao đổi tình hình với nhau, kịp thời phát hiện, giải quyết tốt các vụ việc trên địa bàn tiếp giáp theo kế hoạch hiệp đồng mà ba đơn vị đã thống nhất. Kết thúc hội nghị, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Hà Giang và cấp ủy chính quyền các xã biên giới đã chứng kiến chương trình ký kết phối hợp hiệp đồng bảo vệ biên giới tiếp giáp năm 2015. Thực hiện kế hoạch chuyên án 338T của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về đấu tranh ngăn chặn các đường dây tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Ngày 14 tháng 4, đồn biên phòng Sampun đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Hồ A Hùng đang trên đường đưa 4 người đàn ông chuẩn bị vượt biên sang Trung Quốc tại mốc 485 của thôn Lùng Thàng, xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Đồn biên phòng Sampun đã đưa đối tượng về đơn vị để làm rõ. Qua lấy lời khai tại đơn vị, đối tượng Hồ A Hùng khai nhận có mối quan hệ với một đối tượng tên là Sèn Sảng Hòa, người Trung Quốc, cần tuyển lao động. Nếu Hùng đưa được một người Việt Nam sang cho ông Hòa thì sẽ được trả thù lao với mức từ 400 đến 600 nhân dân tệ. Sau khi bàn bạc xong, đối tượng Hồ A Hùng về Việt Nam tổ chức đưa được 4 vụ trên 13 nạn nhân giao cho ông Sèn Sảng Hòa và nhận được phí thù lao là 6.000 nhân dân tệ. Sau khi làm chót lọt các vụ từ năm 2008 đến nay,
Cũng với những thủ đoạn tinh vi trên, ngày 14 tháng 4 năm 2015, đối tượng Hồ A Hùng lại tiếp tục đưa Triệu Văn Thắng, Triệu Văn Quang cùng sinh năm 1997, Triệu Văn Khách sinh năm 1992 đều là dân tộc Dao, trú ở xóm Bản Riểng, xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, và Triệu Văn Nguyên sinh năm 1997, dân tộc Dao, trú ở xóm Phiêng Luông, xã Công Bằng, huyện Bắc Nẵm, tỉnh Bắc Cạn, đi qua mốc 485 của thôn Lũng Thàng, xã Xin Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Đang trên đường vượt biên thì bị đồn biên phòng Sampol phát hiện, bắt quả tang đưa về đồn để xác minh làm rõ. Tại đơn vị, bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng với những chứng cứ rõ ràng, đối tượng Hồ A Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đồn biên phòng Sampol đã ra lệnh bắt khẩn cấp và khởi tố vụ án hình sự, hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ bàn giao cho công an tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức bàn giao các nạn nhân trở về đoàn tụ với gia đình. Thực hiện chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, hướng dẫn của Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng và của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Giang về công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020, Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chọn Đảng bộ Đồn Biên phòng Bạch Đích làm đơn vị tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2015-2020. Trong không khí thi đua sôi nổi, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12. Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chọn Đảng bộ Đồn Biên phòng Bạch Đích làm đại hội điểm để tổ chức rút kinh nghiệm, chỉ đạo cho các chi đảng bộ tiếp theo tổ chức đại hội. Đến nay, Đảng bộ Đồn Biên phòng Bạch Đích đã được tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch đề ra. Để đạt được những kết quả nêu trên, đó là nhờ làm tốt công tác chuẩn bị các nội dung từ văn kiện đại hội cho đến công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết đã được Đảng bộ Đồn Biên phòng Bạch Đích tổ chức triển khai, thực hiện một cách chu đáo. Đại hội lần này thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cán bộ đảng viên và chiến sĩ trong đơn vị. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị và đến giờ phút này chúng ta có thể khẳng định là Đại hội Đảng bộ Đồn phòng Bạch Đích khóa 2 nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã tập trung thảo luận làm rõ những cái mặt mạnh, mặt yếu mà trong nhiệm kỳ 2010-2015 đã tổ chức thực hiện. Thế thì đối với những cái mặt yếu thì các đồng chí đảng viên cũng đã tham gia phát biểu ý kiến rất là sâu sắc, chỉ ra những cái nguyên nhân và đề xuất những cái giải pháp tổ chức khắc phục trong cái nhiệm kỳ tới. Rồi là đảng viên trong đảng bộ cũng đã tham gia rất là nhiều ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội 12 của đảng, rồi là đại hội đại biểu bộ đội biên phòng tỉnh lần thứ 8. Có thể nói là từng ý kiến tham gia, từng trách nhiệm của từng đảng viên, từng đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ đều đã phát huy tốt cái vai trò trách nhiệm, cho nên đã tổ chức thành công cái đại hội đảng bộ đồn phòng Bạch Đích lần thứ 2 nhiệm kỳ 2015-2020. Với cái sự thành công của đại hội này thì thường vụ đảng ủy bộ đội phòng tỉnh cũng đã đánh giá rất là cao, đánh giá cao từ công tác chuẩn bị, đánh giá cao từ tinh thần trách nhiệm của từng đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ, từng đồng chí trong ban chỉ huy và các đồng chí cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đã nỗ lực phấn đấu để đạt được cái thành quả như ngày hôm nay. Theo đánh giá của ban thường vụ đảng ủy bộ đội biên phòng tỉnh, Đại hội Đảng bộ Đồn Biên phòng Bạch Đích nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp. Qua đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi, niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Nhìn chung, việc tổ chức đại hội đảm bảo chất lượng, thiết thực, tiết kiệm, an toàn và đúng kế hoạch đã đề ra. Việc chuẩn bị văn kiện đã được đơn vị thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, theo đúng quy trình, phát huy được trí tuệ tập thể, tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào việc xây dựng văn kiện, báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, ban chấp hành đã bám sát tình hình nhiệm vụ của đơn vị. Đánh giá toàn diện quá trình thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2010-2015 và các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp ủy, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với bộ đội biên phòng. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phấn đấu nhiệm kỳ 2015-2020 phù hợp với tình hình chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Hôm nay được thay mặt cho Đảng bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy đi dự đại hội Đảng bộ,
điểm của đồn Đảng bộ đồn biên phòng Bạch Đích, thì qua cái đại hội này chúng tôi cũng đã rút ra được rất nhiều các cái bài học và những cái cách làm cũng như là những cái tồn tại cần phải khắc phục để tới đây tổ chức đại hội Đảng bộ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy đạt được kết quả tốt nhất theo đúng kế hoạch và chỉ đạo hướng dẫn của trên. Đảng bộ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy là một cái đảng bộ cơ sở có số lượng đảng viên đông nhất trong đảng bộ cơ sở của biên phòng tỉnh. Do vậy chúng tôi cũng xác định quyết tâm là hoàn thành tốt cái việc tổ chức đại hội đảng bộ của đơn vị. Đại hội đã tiến hành bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 với tinh thần mở rộng, dân chủ trực tiếp trong đảng, đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đề cao ý thức trách nhiệm của đại biểu dự đại hội đảng bộ đồn biên phòng Bạch Đích nhiệm kỳ 2015-2020. Cùng với đó, quy trình đại hội được thể hiện chu đáo, đúng trọng tâm. Điểm nổi bật nhất của đảng bộ chính là công tác nhân sự. Nhờ tạo được sự đoàn kết, thống nhất, tín nhiệm cao nên số phiếu bầu của các đồng chí tham gia vào ban chấp hành đều đạt từ 80% trở lên. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu đảng bộ bộ đội biên phòng tỉnh lần thứ 8. Là đại biểu chính thức về dự đại hội lần này, tôi đem hết khả năng, trí tuệ và đóng góp vào bản dự thảo nghị quyết của đảng bộ đồn biên phòng Bạch Đích nhiệm kỳ 2015-2020 và cái báo cáo chính trị của ban chấp hành đảng bộ đồn biên phòng Bạch Đích nhiệm kỳ 2010-2015. Tôi đóng góp những cái ý kiến thiết thực nhất để mà góp phần thành công vào đại hội lần này. Các đại biểu tham dự đại hội đã thảo luận và có nhiều ý kiến đóng góp quan trọng cho báo cáo chính trị của đảng bộ và báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành khóa trước. Qua tổ chức đại hội điểm, đảng bộ cơ sở ở đồn biên phòng Bạch Đích cho thấy đã tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn đảng bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiến trình, quy trình tổ chức đại hội đảm bảo đúng nguyên tắc, điều lệ đảng và đúng chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương. Việc lấy ý kiến tham gia góp ý và dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội cấp trên được tổ chức dân chủ, nghiêm túc và phát huy được trí tuệ đảng viên. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội cũng như công tác đảm bảo an ninh trật tự được đơn vị triển khai thực hiện tốt. Nên những ngày diễn ra đại hội thực sự là ngày hội, là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn. Qua đại hội điểm đảng bộ cơ sở đồn biên phòng Bạch Đích, ban thường vụ đảng ủy bộ đội biên phòng tỉnh cũng chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót cần được rút kinh nghiệm trong việc chuẩn bị và tổ chức đại hội ở các đảng bộ tiếp theo. Đó là các đồng chí trong đoàn chủ tịch đại hội đôi lúc điều hành vẫn còn lúng túng. Do vậy, đồng chí bí thư đảng ủy bộ đội biên phòng tỉnh chỉ đạo các đảng bộ cơ sở bám sát các văn bản hướng dẫn của cấp trên để tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về đại hội, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, thời gian. Chương trình đại hội phải xây dựng chi tiết, phân bổ thời gian hợp lý để công tác điều hành đại hội khoa học, đúng đủ nội dung đã đề ra. Đồng thời cũng yêu cầu các đảng bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tập trung hơn nữa trong việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, giúp đỡ, kịp thời xử lý, giải quyết những khó khăn vướng mắc để đại hội đảng các cấp trong đảng bộ, bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang thời gian tới được thành công hơn nữa. Chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới phát trên sóng đài phát thanh truyền hình tỉnh Hà Giang đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong chuyên mục này lần sau. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các đồng chí.